Với phân khúc tầm trung của cái mô hình kinh doanh xe cà phê pha máy bán mang đi thì hôm nay Liễu Cà Phê sẽ cho ra mắt cái bộ combo xe hoàn toàn mới, đó là bộ combo xe 49 triệu. Thì nó khác biệt so với hai bộ combo xe 38 và 40 nằm trong phân khúc tầm trung này ở chỗ, đó là ở với cái combo xe 38 và 40 chúng ta sẽ sử dụng máy pha là của hãng Lamvita được lắp ráp trực tiếp tại Việt Nam. Còn với cái combo xe 49 triệu này chúng ta sẽ sử dụng cái máy pha là máy pha được nhập khẩu trực tiếp từ nước ngoài, cụ thể đó là từ Ý hoặc là Tây Ban Nha đó. Và cụ thể thì cái bộ combo xe này chúng ta sẽ bao gồm những gì? Đầu tiên là chúng ta sẽ có 3 sự lựa chọn ở đây đó. 3 sự lựa chọn về máy pha ha. Còn về cái xe thì nó không khác với nhau cả, đều chúng ta đều sử dụng cái xe lớn có phần mái vòm phía trên đó. Và cụ thể hơn từng chiếc máy pha, đầu tiên đó là cái dòng máy X-Bo3, đây là của Tây Ban Nha ha. Đó, thì chiếc máy pha này của chúng ta pha chất lượng ra cực kỳ ổn định và có hệ thống nút bấm một chặn và hai cái mà đây là vòi hành hơi này, đây là vòi nước sôi này, cực kỳ chuyên nghiệp và có phần sửa ấm ly ở phía trên này ha. Đó, và tiếp theo thì đó là chiếc máy pha của hãng Carimali của Ý ha. Đó, mọi người thấy không? Cái dòng máy pha này thì đặc biệt nó nhìn rất là sang. Với bề ngoài được sơn tĩnh điện và từng cái chi tiết của nó được làm rất là vuông vức. Đó, nhìn rất là gọn luôn. Cực kỳ đẹp. Đó. Và cái chiếc máy pha của chúng ta thì có cái hệ thống, đây là nút bấm một chặng phía trên này, còn phía dưới này là có cái đồng hồ áp suất để chúng ta giúp chúng ta kiểm soát được cái chất lượng cà phê ra. Và đặc biệt là cực kỳ gọn luôn, à, mọi người thấy không? Rất là gọn, rất là đẹp. Đó. Còn đây, phía bên này là chiếc máy pha Casadio Undersea A1. Đó. Thì chiếc máy pha này của chúng ta sẽ, đây là cái máy của Ý ha. Đó. Và hệ thống nút bấm cũng là một chặng hết, và cái vòi hơi và là vòi nước sôi cũng riêng biệt luôn. Đó. Phía trên này thì chúng ta sẽ để ly trên này, giúp sưởi ấm ly, ly luôn được giữ nóng. Khi mà chúng ta pha ly cabu latte thì ly chúng ta sẽ được đảm bảo ha, chất lượng cà phê ra được đảm bảo. Và kèm theo đó là đồng hồ kép ha. Đó. Phải không? Đó. Còn đi kèm với chiếc máy pha của chúng ta sẽ là hai sự lựa chọn. Một là chiếc máy xay HC600 bên này, nó ngoại hình nó giống vậy ha, hoặc là chiếc N900 ở bên này. Đó. Thì tất cả hai chiếc máy xay này đều có đĩa xay được nhập khẩu trực tiếp từ Ý và đường kính đĩa xay lên tới là 64mm, và chúng ta có thể thay đổi nhiều cấp độ xay phù hợp với tất cả các loại cà phê. Đó. Và có một lưu ý, đó là với cái bộ combo xe này chúng ta sẽ sử dụng máy pha và máy xay là máy đã qua sử dụng ha. Nhưng mà ở đây Liễu Cà Phê sẽ bảo hành cho mọi người đó là 12 tháng. À, nên mọi người cứ yên tâm khi mà chúng ta kinh doanh với cái mô hình xe cà phê và máy này. À, và ngoài ra nữa, sau đây là 7 chính sách đặc biệt tại Liễu Cà Phê. Chính sách đầu tiên là bạn sẽ được mua cà phê với giá sỉ, được cung cấp trực tiếp đến từ nhà máy đến từ Liễu Cà Phê. Chính thứ hai là các bạn sẽ được sở hữu một cái mô hình xe cà phê pha máy với thiết kế cực kỳ hiện đại và bắt mắt, có phần mái vòm phía trên này khác biệt hoàn toàn so với thị trường luôn. Cách thứ ba là bạn sẽ có chính sách thu hồi lên đến 60% khi mà bạn không có ý định kinh doanh nữa. Cách thứ tư là Liễu Cà Phê sẽ truyền đạt lại cái kinh nghiệm kinh doanh cũng như là có những cái chương trình marketing để hỗ trợ bạn làm sao để bạn đoán được hàng. Cách thứ năm đó là Liễu Cà Phê sẽ hỗ trợ và hướng dẫn bạn về pha chế, không chỉ về cà phê mà còn về thức uống khác nữa. Chính sách thứ 6 là Liễu Cà Phê sẽ bảo hành bảo trì hàng tháng của người luôn trong vòng 12 tháng liên tục. Chính sách thứ 7 là ngoài cái việc kinh doanh trực tiếp tại điểm bán thì bạn sẽ bán thông qua app nữa. Đó là 7 chính sách đặc biệt tại Liễu Cà Phê. Và kèm theo đó, để hỗ trợ tối đa nhất cho các khách hàng đang có ý định kinh doanh cái mô hình xe cà phê pha máy này, Liễu Cà Phê sẽ hỗ trợ tặng bạn là 25 món vật dụng cần thiết nhất bạn để bạn đi vào để kinh doanh. Từ bảng hiệu, dù, thùng đá đến tất cả những vật dụng cần thiết nhất, Liễu Cà Phê sẽ hỗ trợ bạn. Và khi mà Liễu Cà Phê bàn giao xuống cho bạn á, cái bộ combo này thì các bạn có thể đi vào kinh doanh liền và không phải mua sắm thêm bất cứ vật dụng gì khác. Ok. Bộ combo xe 49 triệu này
cực kỳ phù hợp cho những ai đang có ý định kinh doanh xe cà phê pha máy bán mang đi, muốn một cái bộ combo mà trong đó sử dụng máy pha là từ nhập khẩu trực tiếp từ nước ngoài và có công suất lên tới là 250 ly một ngày đó. Và ở đây Lữ Cung Phê sẽ bảo hành cho mọi người đó là 12 tháng đó. Nên nếu như hiện nay bạn đang có ý định kinh doanh cái mô hình này thì vui lòng liên hệ trực tiếp với số hotline của Lữ Cung Phê hoặc comment phía dưới. Chúng tôi đang có chương trình hỗ trợ 25 món vật dụng cần thiết nhất để bạn đi vào kinh doanh. Nên nếu như hiện nay bạn đã có nhu cầu thì hãy liên hệ ngay với chúng tôi để chúng tôi có thể liên hệ lại và tư vấn cho bạn chính xác nhất. Nếu các bạn thấy hay thì vui lòng cho một like, share và đăng ký kênh để hội Lữ Cung Phê và theo dõi chúng tôi trong những video lần sau. Hẹn gặp lại các bạn.